ơi, sắp bay rồi mà chưa biết mang một cái gì cả. Mình là Minh Ngọc đến từ tổ chức giáo dục ABT Education. Và như trong những video lần trước thì Ngọc đã giới thiệu cho các bạn về những đồ dùng cần mang đi. Tuy nhiên thì vẫn còn rất là nhiều bạn băn khoăn là những đồ này có được mang theo hay không, hay những đồ nào cần khi mà đến Đức. Thì trong video lần này Ngọc sẽ giới thiệu thật chi tiết với các bạn về những đồ dùng sẽ được mang theo vào sang Đức, thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị những gì. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Vậy thì trong vlog này Ngọc sẽ giới thiệu cho các bạn ba vấn đề chính của chúng ta. Thứ nhất là những đồ dùng bắt buộc phải mang theo, hai là những đồ dùng các bạn nên chuẩn bị để đem theo, và cái thứ ba đó chính là những đồ dùng nào bị cấm đem vào Đức. Vậy thì với tâm lý là các bạn học sinh của chúng ta rất muốn là nhồi nhét thật là nhiều những hành lý, những đồ dùng cá nhân của mình để đem đi, thế thì chúng ta sẽ lưu ý về các bạn là về khổ hành lý trước nhé. Khổ hành lý của chúng ta thì các bạn lưu ý là hành lý sách tay chúng ta sẽ được mang là 7 cân. Thế còn đối với hành lý ký gửi thì chúng mình sẽ chuẩn bị 2 vali, mỗi vali là khổ 20 cân. Sau đó thì chúng ta sẽ sắp xếp hành lý làm sao cho thật hợp lý, với tiêu chí là hành lý nào là bắt buộc, hành lý nào là nên mang theo và hành lý nào là cấm thì chúng ta phải lưu ý để lại, hoặc là chúng ta sắp xếp ở khu hành lý ký gửi hay là khu hành lý sách tay cho nó hợp lý nhé. Thì những hành lý mà chúng ta bắt buộc phải mang theo là gì? Đó chính là hồ sơ. Hồ sơ là một trong những cái đồ dùng mà chúng ta cần phải mang theo, vô cùng quan trọng, chúng ta bắt buộc là phải mang theo nhé. Trong hồ sơ của chúng ta thì cần những gì ạ? Thứ nhất đó là các bạn hãy mang visa này, hộ chiếu. Và lưu ý là ở cuối visa hoặc hộ chiếu thì chúng mình hãy ghi tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc là địa chỉ email, để nếu có lỡ mà các bạn làm mất hoặc để quên đâu đó thì sẽ có người nhặt và người ta sẽ gửi lại cho các bạn theo cái địa chỉ đó được. Tiếp theo đó là các bạn sẽ phải chuẩn bị chứng minh nhân dân. Đó là mục thứ hai, chúng mình sẽ chuẩn bị chứng minh nhân dân. Còn mục thứ ba là gì ạ? Đó chính là bằng tiếng Đức B1. Các bạn nhớ nhá, bằng tiếng Đức B1 chúng mình cũng sẽ phải mang theo đó ạ. Ngoài ra thì đối với giấy tờ cơ bản đó thì các bạn cần chuẩn bị thêm đó là ảnh hộ chiếu. Ảnh hộ chiếu của chúng ta thì có thời hạn là 3 tháng thôi. Và tiếp tục đó là hai ảnh này để dành cho cái việc chúng ta sẽ đi xin việc. Thế thì đối với ảnh xin việc này thì chúng mình có thể là chụp góc nghiêng hoặc là chụp ảnh mà mình cười tươi một chút. Tất nhiên là sẽ không giống như là chúng ta đi chụp ảnh hộ chiếu đâu, sẽ xinh hơn đấy ạ. Vâng ạ, đó là về ảnh. Thế còn một loại giấy tờ khác mà các bạn cần phải lưu ý quan tâm đó là bảo hiểm và thông tin thông báo mở tài khoản ngân hàng tại ngân hàng Vietinbank. Đó là những giấy tờ rất là cần thiết. Thì ngoài ra các bạn cũng phải lưu ý thêm đó là những cái giấy tờ như bản photo công chứng hay những cái giấy tờ gốc của các bằng trung học phổ thông này, bằng cấp 2, cấp 3, các bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, trung cấp thì các bạn đều phải mang theo nhé, để chúng ta có thể sử dụng khi mà cần thiết. Không biết với các bạn thì như thế nào, nhưng với Ngọc thì đồ dùng cá nhân đó là những thứ mà vô cùng quan trọng. Nó cũng quan trọng không kém gì so với là việc chúng ta phải mang hồ sơ sang Đức. Thế thì ở đây có rất nhiều các bạn học sinh, các bạn muốn là mang theo rất là nhiều các thứ, ví dụ như từ quần áo, nữ trang hay giày dép hay đồ ăn hay mọi thứ. Thế nhưng mà ở trong đoạn video này Ngọc sẽ giới thiệu với các bạn cách để chúng ta có thể chọn lọc được đồ dùng, làm sao cho chúng ta có thể mang đi được những đồ dùng là quan trọng và cần thiết, thật sự cần thiết khi mà sang Đức nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc đó là về quần áo, trang phục. Thì các bạn có thể mang theo nhiều quần áo, tuy nhiên thì chúng ta nên lựa chọn một số những bộ đồ dùng, ví dụ như là sơ mi, có thể là sơ mi trắng, sơ mi màu, để chúng ta có thể sử dụng khi trong những cái dịp quan trọng, ví dụ là đi phỏng vấn hoặc là đến gặp với nhà trường chẳng hạn. Tiếp theo đó chính là cái những đồ dùng như là áo khoác. Ở đây thì ở Đức rất là lạnh. Vâng ạ, mùa đông ở Đức rất là lạnh, có tuyết, cho nên là các bạn phải chuẩn bị những đồ dùng áo khoác như là áo khoác dày đại hàn ấy ạ, có mũ lông nữa thì rất là tốt. Sau đó thì mình sẽ chuẩn bị thêm những loại áo khoác mỏng để sử dụng vào những dịp như là mùa xuân ở Đức thì nó có thể lạnh lạnh nhẹ nhẹ, hoặc là có thể làm các bạn khô da thì chúng ta nên sử dụng khoác mỏng nữa. Vâng, tiếp tục đó chính là về đồ lót.
thì các bạn cũng nên chuẩn bị cho mình những loại đồ lót phù hợp và mình cảm thấy là thoải mái khi sử dụng, hay các đồ dùng ví dụ là găng tay này, mũ len ấm thì sẽ rất là tốt, và găng tay thì cũng sẽ giúp cho các bạn là có thể bảo vệ cơ thể mình, có thể giữ ấm cho cơ thể mình trong suốt cả một mùa đông. Vâng ạ, tiếp tục đó chính là ba lô. Ba lô ở đây thì Ngọc có mẫu những ba lô này, thế nhưng mà các bạn cũng nên chuẩn bị cho mình những loại ba lô có quai mềm nhé. Ở Đức thì việc sử dụng ba lô rất là phổ biến và nó rất là tiện lợi. Thì các bạn nếu như có thể trang bị cho mình những chiếc ba lô quai mềm thì khi mà đi lại mình mang theo đồ dùng nó sẽ tốt hơn cho phần vai của các bạn. Tiếp theo đó chính là những đồ dùng ví dụ như là khăn mặt này, hay bàn chải đánh răng, khăn tắm vân vân. Thì những thứ đó thì các bạn cũng nên mang theo một bộ của để mà có thể dự phòng trước. Thế còn tuy nhiên khi mà sang Đức rồi thì các bạn cũng có thể mua được những đồ dùng đó ở chợ châu Á. Chợ châu Á thì có rất là nhiều luôn, và các bạn hoàn toàn có thể mua được những đồ dùng đó vì nó rất là phổ biến. Đó là đối với các bạn nữ. Thế còn đối với các bạn nam thì các bạn có thể lưu ý là mình sẽ mang thêm dao cạo râu này hoặc là tông đơ để các bạn có thể là ở Đức thì sẽ cắt tóc hộ cho nhau, nó sẽ rất là tiện lợi thay vì là phải ra cửa hàng, sẽ hơi đắt đỏ một chút. Khi mà đến Đức để mà có thể mua được những loại thuốc như cảm cúm, nhức đầu hay là đau bụng thì các bạn sẽ phải làm nào ạ? Phải liên hệ với bác sĩ và phải có chỉ định của bác sĩ thì mới có thể mua được những loại thuốc đó. Ở Việt Nam thì những thuốc đó mua rất là dễ, nhưng ở Đức thì nó không dễ dàng như vậy. Cho nên các bạn cần phải có một sự chuẩn bị cho mình để mà đề phòng những trường hợp như thế xảy ra. Vậy thì theo như quy định ở trên trang web của Cục Hải quan thì hiện nay là các bạn có thể mang một số loại thuốc cơ bản như thế, nhưng phải được đảm bảo là về bao bì hoặc là về nhãn mác phải được công nhận. Kế tiếp theo nữa là về liều lượng thì các bạn cũng không nên mang với cái liều lượng là quá 3 tháng. Thứ hai nữa là đối với những loại thuốc này thì các bạn sẽ chuẩn bị bao gồm có những đồ cơ bản như là cảm cúm này, đau đầu này, về tiêu hóa của mình, những loại thuốc về kháng sinh hay là dầu gió hoặc là salopat để có thể hỗ trợ tốt trong cái quá trình khi mà mình sang Đức nếu lỡ có những vấn đề gì về sức khỏe nhé. Ở Đức thì họ thường sử dụng ổ điện, đó là ổ điện dắp chân tròn. Thế cho nên là chúng ta nên mang theo những ổ nối, có thể là chân dẹt, ổ cắm nối chân dẹt ạ. Và tiếp tục đó là về nồi cơm. Nồi cơm chúng ta ở châu Á thì chúng ta thường là rất là thích ăn cơm, cho nên các bạn hãy mang theo nồi cơm để có thể nấu được cho khoảng độ 2-3. Hoặc là có những bạn thì ở đông trong ký túc thì các bạn có thể nấu nồi to hơn một chút. Thế còn về tiền thì nhiều bạn rất là quan tâm là sang Đức làm nào để có thể lấy được những cái xe đẩy. Thì các em nên lưu ý là các bạn hãy mang theo tiền xu loại 1 đến 2 xu, 2 ơ bằng tiền xu để chúng ta có thể sử dụng lấy xe đẩy sau khi mà xuống sân bay ở Đức. Thế còn về tiền mặt thì sao ạ? Tiền mặt thì các bạn nên mang cho mình 1.000 cho đến 1.500 ơ để có thể sử dụng khi mà sang bên Đức trong cái thời gian mà tài khoản ngân hàng các bạn chưa thể nào kích hoạt được thì các bạn sẽ sử dụng luôn cái số tiền đó. Ngoài ra ở Đức thì việc đi tàu xe rất là nhiều, và cũng như là cái việc là các bạn sẽ di chuyển trên một chặng bay dài từ Việt Nam sang Đức thì rất là cần những đồ dùng như là chiếc gối cổ này để hỗ trợ cho chúng ta trong việc là giúp cho định hình cổ và có thể giúp cho chúng ta có một cái hành trình thật là thuận lợi và thoải mái. Thế thì tiếp theo đó là khi mà sang Đức ý, thì thời tiết là lạnh và mọi người thì thường hay thích uống trà đúng không? Cho nên là nên mang theo một chiếc bình giữ nhiệt như thế này để có thể sử dụng khi mà tới Đức nhé. Đồng thời đó là cũng có thể là sử dụng mũ thì ở đâu cũng cần dùng rồi. Thế cho nên là đối với những cái đồ dùng này thì AVT quyết định là sẽ tặng toàn bộ cho các bạn luôn, mũ, bình giữ nhiệt và cả gối cổ luôn. Đó là những cái hành những vật dụng mà các bạn nên mang theo khi mà sang Đức ạ. Các bạn lưu ý nhé. Còn một phần nữa đó là có rất là nhiều những bạn có inbox và hỏi mình là có nên mang theo mì tôm miến hay những đồ ăn khô cũng ăn nhanh có thể mang sang hay không để chống đói hay không. Thế thì mình có một lời khuyên là các bạn không nên mang theo những thứ này, bởi vì ở chợ châu Á của Đức sẽ có rất nhiều luôn, và các bạn có thể tìm thấy bất cứ một sản phẩm nào, ví dụ như là mì tôm miến, bánh đa, thậm chí là bánh đa nem đấy ạ, hay là nước mắm ở Đức luôn. Cho nên là các bạn không cần thiết phải mang những thứ này để có thể là giúp cho cái phần cái vali sách tay của chúng ta hay là vali ký gửi chúng ta có thể rộng hơn và đựng được những đồ dùng cần thiết khác thay vì là những đồ dùng có thể mua được ở Đức nhé.
bay thì các bạn lưu ý nhé. Ví dụ như pin sạc dự phòng, laptop thì sẽ bị cấm để ở trong hành lý ký gửi. Vì vậy các bạn hãy lưu ý để những đồ dùng đó ở hành lý xách tay của mình để đảm bảo các vấn đề như là không bị cháy nổ hoặc là không bị hỏng chính laptop của các bạn luôn. Tiếp đó, đó là những đồ dễ gây mùi. Những đồ dễ gây mùi ở đây sẽ bao gồm như là mắm, mắm tôm, mắm tép. Đó, những cái đồ rất là dễ gây mùi, kể cả là sầu riêng thì các bạn cũng không nên mang theo, hoặc thậm chí là có những quy định là cấm không được mang theo những đồ dùng đó, những đồ dễ gây mùi đó. Tiếp tục, đó là những vật dụng bị cấm mang lên theo từng hãng bay. Ví dụ như là các vật dao kéo hay vật sắc nhọn để đảm bảo về an ninh hàng không thì các bạn cũng lưu ý nhé. Và tiếp theo đó là về những quy định mới gần đây mà phía Đức có yêu cầu, đặc biệt là đối với du học sinh của Việt Nam không được mang theo, đó chính là thực phẩm tươi sống bao gồm thịt, rau củ quả. Đó là những đồ mà các bạn sẽ không nên mang theo nữa. Trước kia thì có những bạn sẽ mang theo ví dụ như là thịt ruốc hoặc là rau củ quả, những loại rau gia vị đặc trưng của Việt Nam để sang Đức. Thế tuy nhiên là với những quy định đó ở gần đây thì bây giờ các bạn không nên mang theo nữa nhé. Nếu như mang theo thì khi mà sang tới sân bay Đức, các bạn sẽ bị kiểm tra và yêu cầu vứt bỏ lại những đồ dùng đó, những thực phẩm đó. Nếu như các bạn cố tình thì cũng có thể là sẽ bị phạt, và mức phạt có thể lên tới khoảng 20 euro đối với những vi phạm đó. Tiếp tục, đó chính là về phần quy định là mang dung dịch đi như thế nào. Về dung dịch thì các bạn cũng được mang, ví dụ như là dầu gội, nước hoa hay là sữa tắm thì các bạn được mang, thế nhưng chỉ để ở trên hành lý ký gửi thôi, chứ còn trên hành lý xách tay thì không được quá là 100ml đối với các loại dung dịch. Đó là về phần dung dịch và những đồ dùng. Vậy thì đối với tiền tệ thì sao? Về tiền thì các bạn sẽ được phép là mang tối đa dưới 10.000 euro. Nếu như mà mang quá 10.000 euro thì chúng ta có thể bị phạt, và mức phạt rất là nặng theo quy định của các luật Đức. Vậy cho nên là các bạn hãy lưu ý nhé, đặc biệt lưu ý về những đồ dùng mà bị cấm mang vào Đức hoặc bị cấm theo quy định của hãng hàng không. Đó chính là những cái thông tin về những đồ dùng, những hành lý mà nên chuẩn bị khi mà đi sang Đức. Vâng, ngoài những yêu cầu trên thì khi mà sang Đức nếu như có gặp trở ngại gì thì các bạn hoàn toàn có thể liên hệ với người đại diện của ABT tại trụ sở ở Đức, hoặc liên hệ cho các chuyên viên hồ sơ hay các tư vấn viên của ABT ở Việt Nam để có thể được hỗ trợ tối đa và nhanh chóng nhất. Nếu như trường hợp mà các bạn chưa thể sử dụng được các cái như là SIM điện thoại hay là liên lạc bằng di động ở Đức thì có thể liên hệ với ABT qua các kênh mà như là Facebook, Zalo mà trước đó các bạn đã liên hệ để được hỗ trợ sớm nhất. Thế thì ở video này thì Ngọc đã chia sẻ với các bạn rất là chi tiết về những đồ dùng cần mang theo, những đồ dùng bị cấm. Quý vị thì có những gì mà vướng mắc hoặc là các bạn cảm thấy băn khoăn nữa thì có thể tổng hợp một câu hỏi hoặc là comment dưới bài đăng này, dưới video này thì Ngọc có thể tổng hợp lại và giải đáp cho các bạn nhanh chóng nhất. Vâng, xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn.